Con gái mà lấy chồng 3 tuổi này thì sẽ rất là vất vả, các bạn cùng nghe xem có đúng hay không nhé. Thứ nhất là tuổi thân. Tuổi thân là cái tuổi con khỉ. Con vật này thì đại diện cho cái sự khéo léo, tinh khôn và nhanh trí. Người tuổi thân thì bắt chước rất là nhanh, chính điều đó cũng khiến cho họ làm rất là nhiều nghề. Vậy nên là cái công việc của họ luôn luôn thay đổi. Đặc biệt là vợ của những cái người tuổi thân thì sẽ vì đó mà sẽ lận đận và vất vả theo người chồng. Thứ hai là tuổi Sửu. Sửu thì chính là con trâu. Con trâu thì đại diện cho cái sự kiên trì, chịu khó và lam lũ. Đồng thời cái con vật này cũng đại diện cho cái sự gánh vác các cái công việc của gia đình, của dòng họ mà quên đi mất bản thân mình. Và vợ của những cái người tuổi Sửu theo đó mà cũng sẽ vất vả hơn là vì thế. Cuối cùng là tuổi Ngọ. Ngọ là con ngựa biểu trưng cho cái ý chí, bản lĩnh và sức mạnh. Tuy nhiên thì Ngọ hay đi một mình, cho nên người tuổi Ngọ thì rất hay cô độc và cô đơn. Chính vì vậy vợ của những cái người tuổi Ngọ rất là khó chia sẻ những cái tâm tư tình cảm với chồng. Các bạn hãy cùng kiểm chứng xem là có đúng hay không nhé.